Dạ, em tên là Nguyễn Trần Anh Tú, em năm nay 27 ạ. Hiện em đang là kỹ sư của công ty Mercedes-Benz. Dạ, em là người Sài Gòn. Còn em? Dạ, em là Nguyễn Thị Ngọc, năm nay em 26 tuổi. Dạ, em ở Đồng Tháp. Quê ở Đồng Tháp quê mà em ở ở đây. Đồng Tháp nhưng mà em lấy chồng thì theo chồng về thành phố. Trước thì em làm kế toán mà khi mà có bầu em bé nên nghỉ luôn tới giờ luôn rồi. Chồng nuôi là được rồi, trời ơi, tao ngon sống quá sướng xe mà dữ luôn á, thiệt á. Vì sao quen được ta? Hồi kỳ em là sinh viên năm nhất của trường đại học Gia Đình á, thì em có đi mùa hè xanh. Em sinh hoạt đoàn ở tại phường, thì lúc đó em là đội trưởng của quản lý bên nhóm của cô bé này, bên sinh viên về. Nói thẳng ra là đây chơi ba cô bạn thân, thì em để ý hai cô bạn của chị trước hà, thôi bỏ qua. Bỏ qua xong cái là tính thấy mùa hè xanh này chắc không thu hoạch được cô nào rồi. Trời đất ơi, ông đi mùa hè xanh chủ yếu là ông đi thu hoạch lúa phải không? Lúc đó là nhỏ em mới nói là anh xong bé thì nó điệu như quỷ vậy anh ơi, cũng chả để ý gì. Cái để xong cái bị 4-5 người bu lại hỏi anh Tú đừng nói chuyện với nhỏ đó nha, nó điệu quá anh ơi. Nói thời gian dần già thấy cái chuyện điệu đó cũng bình thường. Thấy vẻ mặt cũng dễ thương. Rồi cái chuyện đi học xa nó thấy cũng cưng cưng. Ghét nhất cái chữ cưng cưng á đó. Dạ. Cưng đó là cưng nhất á. Cưng cưng sao? Thấy đây thấy cũng thương thương, thấy đem lòng cũng thử thôi, mình thu hoạch thử coi sao, mình thử mình gieo giống coi sao coi được lúa không. Thật ra thì em không có điệu gì hết á, mà tại chẳng qua là lúc đó coi phim của chị thì Thu Trang đóng hay kêu là mấy đứa gì đó, cái bắt chước làm theo vậy đó, cái mấy em còn anh ghét. Lúc đầu em cũng đâu thèm nhìn mặt anh đâu nói chuyện đâu. Cái tự nhiên ông để ý mình đâu biết đâu. Sinh hoạt lúc đó ngay chăng cái bến cảng ngồi bờ sông buồn buồn, cái trả lời cho nó bắt chuyện, trả thả thính mà. Hay làm gì buồn có gì cô bé này kia nọ, cái nói tại em nhớ nhà. Chắc mai em không sinh hoạt đây nữa, em về quê vài bữa. Cái trả cho anh theo với, em về quê với. Tự nhiên cái môi mình chuẩn bị về. Cái gọi điện thoại cho em ơi về chưa anh qua rước. Rồi ảnh chạy qua tới phòng luôn. Ảnh nói về em. Cái mình đấy chết rồi sao giờ trời đi về lén vô toilet rồi mẹ giờ anh đòi về rồi sao giờ mẹ hồi giờ sợ về con mình nó ngại đó con ơi rủ thêm mấy đứa bạn phòng trọ về đi cho nó đỡ ngại về xong ảnh trời ơi tắm xong leo lên cây bay xuống đùng đùng vậy đó mà ảnh to lắm nha lúc đó 90 mấy ký rồi bay xuống mà thiếu điều như là nước cũng tràn lên bờ luôn vậy đó. Rồi sao nữa? Rồi trả theo em sao nữa? Theo đi theo chính dách luôn, làm như tỏ vẻ giống như là yêu thương mình để cho người ta biết, hàng xóm biết gì đó. Anh mưu đồ lớn lắm đó, tại vì để cho đừng ai dòm ngó mình mà tại anh đang để ý mình. Mà dân Sài Gòn về nữa. Dân Sài Gòn về nữa. Rồi lúc đó thì em cũng ngại, tại vì đâu có quen biết gì đâu, thì cũng nói chuyện bình thường thôi nhưng cũng giữ khoảng cách vậy đó. Cái vài bữa sau cái bà đặt rủ đi chơi. Xong rồi nói anh với em bắt đầu chơi trò chơi nha, chịu không? Nếu 30 ngày á, sau 30 ngày á mà anh làm cho em rung động á thì hai đứa mình quen, còn không rung động mình làm bạn. Anh có làm gì đâu mà động lòng bực thêm á. Đi chơi mà gì mà lúc đó em đâu biết ảnh có tiền hay không tiền đâu, đâu biết giàu hay nghèo gì đâu. Lúc đó anh đi chơi có hai đứa đi mua chai nước, hai chai nước. Tưởng đâu anh ra lăng mở ra cho mình uống ha. Không, mở ra anh uống một hơi một hết chai của ảnh á. Cái chai của mình anh cầm trên tay nè. Mình đợi coi chừng nào anh mở cho mình. Anh uống hết chai của anh xong, anh mở chai của mình anh uống luôn. Ông chết khác hay gì ông Tú? Hả? Lúc đó em thấy kỳ với trời, muốn quen mình mà không có một cái ga lăng vậy chứ. Mình thì mình cũng khát nước thiệt đó, mình cũng ngại đi, mình đợi hoài. Còn nửa chai cái tự nhiên đưa cho mình uống. Cái mình thấy kỳ cục ghê luôn á. Thôi chắc ve quá băng số ve. Tự nhiên nhưng mà không biết sao trời xui đất khiến thì sao á. Cái về gọi điện mà lúc đó xài Việt Nam Mobile gọi, trời ơi, chung là sến súa lắm nha. Hát hò mà đâu phải hát hay đâu. Trời hát dở kinh khủng luôn. Mà cũng gán mình lịch sự, mình ngồi mình nghe mà hát tới dù cái tới 12 giờ đêm luôn. Tới 8 tháng 3 chả muốn tặng quà mà lúc đó biết rồi chả kéo không có tiền. Đi mua bó bông vậy nè, hoa hồng vậy nè, 20.000 mà 10 bông á. Cái xong cái nói, anh không thích hoa đẹp mà bị bó buộc trong một sợi dây nào hết. Anh chỉ muốn hoa đẹp và tự do thôi. Thật ra là anh không có tiền để bó, tội nghiệp lắm, hai đứa nghèo mà thương nhau mà em cũng biết nên em cũng đâu có đòi hỏi. Cũng văn thể mỹ dữ lắm đây nè. Không có tiền bó bông, ông làm bộ ông kiếm một cái cớ. Anh không thích bông mà bị bó buộc. Ông nói vậy nhưng mà thật ra là em biết hết. Sau đó thì như thế nào? Thì cái chuyện sau 30 ngày đó thì bắt đầu quen. Trời ơi, anh biết hả, cái chuyện nắm tay như em nói thiệt vậy, cái chuyện mà từ đây lên cung trăng lên trời nó còn dễ hơn cái chuyện nắm tay vợ em đó.
Dạ. Không cho hả? Không có cho anh. Trời ơi, nắm tay cái bác xoay qua bác chị. Trời trời, này sao đẹp quá. Đó. Cái nắm ra đang được chuẩn bị xoay qua nắm cái. Ô trời, con kiến này bò dưới anh, dài yeah. dưới anh đó. Anh sợ luôn. Dạ. Nói chi mà cái chuyện hôn chắc là khó lắm đúng không? Ngay công viên ở quận 7 á, thì có cái công viên nói chung là cũng đèn hơi mờ mờ, tối tối nhẹ nhẹ thôi. Xoay qua mình định hung chỉ một cái là chỉ lấy cái khẩu trang chỉ bịch vô một cái bịch. Dạ đó. Là chỉ biết mình chuẩn bị hung rồi. Là bị đề phòng rồi. Nay bà đề phòng tôi trời chiều. Mà vợ mình đang nó biết rồi, chuẩn bị sẵn sàng, cũng xây qua nói em nó nghe nè em, cái kề kề mặt vô vợ cái. Gì anh, vậy anh mà em vừa kề vô vợ kề ra, vừa kề vô vợ kề ra. Đó. Anh biết mà kề một hồi xích mở băng ghế nó hết rồi nha. Bực quá rồi, con người khó chịu rồi. Trời ơi, người ta có bồ, người ta 6 tháng được hung rồi. Tôi có bồ gần cả năm rồi chưa được hung nữa. Tức quá nhào vô nằm lăn lộn đè rất đè hung bằng được thì thôi luôn. Ngồi xung quanh thì người ta tưởng vô là trời ơi hai cặp này nó yêu nồng nhiệt dưới chợ nằm lăn lộn dưới đó. 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 Bây giờ tới đâu tính, bây giờ tới đâu thì tới như vậy chịu hết nổi rồi đúng không? Không được luôn, nằm lăn lộn, lăn nát cái công viên luôn. Lăn nát cái công viên mà không có trúng à? Không có trúng được cái gì luôn anh. Nó chắc banh cái bài cỏ luôn mà cũng không làm ăn gì được. Dạ, không được. Cố mở cái khẩu trang, em cố dãy vụa lăn qua lăn lại trên cái bài cỏ. Mà lúc đó mình cũng vô tư đi quên, mình chỉ biết mình chống cự thôi, mình cũng không có để ý là mọi người có vợ mình hay không. Mà nói nghe nè. Dạ. Trong suốt thời gian mà yêu nhau á, chồng em có dụ em vô khách sạn. Cái giọng cái máu của nó dạ. nó bực lắm luôn rồi đó. Anh này mà đâu có vừa đâu, người Sài Gòn nữa mà. Rồi em sợ lắm, mà tại vì gái quê cũng nghe sợ bị tai tiếng này kia nọ cũng giữ khẽ lắm. Bữa đó đi sinh nhật của đứa bạn thân, cái ảnh mô lắm, giờ bọn ngủ đi chơi khuya lắm. Cái mình nói anh ơi trễ rồi anh không về rồi ba mẹ gậy không? Cái là anh bỏ quên chìa khóa rồi, giờ anh trễ quá anh về anh gọi điện sợ ba mẹ la. Anh qua phòng em ngủ nha. Nó không em được, phòng em nó có hai ba đứa bạn nữa không có được đâu. Cái này vậy thôi mình đi khách sạn đi. Anh hứa anh không có làm gì hết trơn á. Anh làm gì anh là con chó. Xong tới vô khách sạn, anh đập cửa cái anh nói à, anh làm con chó cho em coi. Anh làm con chó cho em coi. Trời ơi trời. Vô vô khách sạn là làm con chó này kìa. Em sợ em cái bộ kính chuyện đi vô toilet. Em đi qua đi vô đi ra vô hoài vậy đó. Cái ngồi cái tự nhiên nghe cái tiếng con nhỏ bạn thân. Tự nhiên sao nó dắt bồ nó cũng vô trong đó phòng cái bên. Liều mình luôn qua đập cửa nó. Ê mai kêu đại vậy đó. Cái tự nhiên cái nó mở cửa ra, thế là em qua bển em ngồi chơi quần. Chơi hai đứa nói chuyện tới sáng luôn. Cái là hai ông ngồi chờ. Cái là chắc là chắc là em nghĩ cái ông anh kia ông cũng hận em lắm. Nhưng mà tại vì giờ em sợ anh quýnh quá rồi, em không biết làm gì nữa hết trơn á. Vô tới đó là chắc là mòn thịt rồi chứ không còn gì nữa. Lúc đó cảm giác em sao Tuấn? Trời, anh biết mà đàn ông trai mà anh vô giống như mình mẹ mở răng miệng mèo rồi. Đó rồi không ăn, không mừng, không vốn gì được. Tức bực lắm chứ bộ. Mà suy đi nghĩ lại thôi, này cái quê từ từ mình ăn anh. Mình ăn sớm không được. Rồi sau đó bao lâu mới được ăn? Quen nhau 2 năm rồi em đi nghĩa vụ quân sự này, 2 năm nữa là 4 năm mà tới dần về cưới về nữa. Là khoảng 6-7 tháng nữa, coi như là tổng cộng là 4 năm 7 tháng là em ăn chay thôi. Tới chừng mà mình được ăn mặn cái á, trời thiệt cái trong người cảm thấy nó thoải mái, nó nhẹ nhàng, bồng bềnh lắm. Bồng bềnh. Dạ. Nó vui vẻ, nó hòa thuận gia đình, nó mình tình cảm hạnh phúc nó nảy nở. Nó thiệt nè, có phải là em giữ là bởi vì em có cảm giác không an toàn với người đàn ông này hay sao? Quen thì lúc đầu em cũng sợ, là nghĩ là quen chắc là không biết ảnh có quen mình lâu dài không, với lại dưới quê nữa kỹ nữa nên không có dám. Mà anh đi lính nói chung là tự nhiên đâu nghĩ là quen lâu vậy. Lúc đó em mới có học năm 3, năm 4 gì á, buồn lắm, buồn khóc mà đi học không nổi luôn á. Đi mà đi ngang con đường nào anh chở mình đi cái mình nhớ mình buồn mình rơi nước mắt vậy đó. Đi mới được có một tuần cái bắt đầu hả thăm dò địa chỉ, cái bắt đầu lên thăm tuần nào cũng lên cho tới khi ra lính luôn. 3 giờ đêm là phải thức chạy xe máy lên tới trên tận Phú Giáo Bình Dương lặng đi thăm ảnh. Mà trời ơi, tôi những lúc đó chắc càng thương bạn gái mình nữa đúng không Tuấn? Dạ, đó cũng là lý do mà em quyết định cưới sau khi em đi nghĩa vụ về. Đó là tuần nào cũng lên thăm anh. Dù mưa gió rồi nắng mưa này nọ, bất kể thời gian nào, cứ đúng thứ bảy chủ nhật là vợ em lên thăm. Thì sau khi mà tụi em lấy nhau xong đúng không, rồi em nói là 6 tháng sau thì mới có cái chuyện mà ăn mặn là dạ. Sao vậy, lý do gì kỳ vậy? Vợ em sợ đau. Em hỏi đau gì? Nói em anh cũng biết đi, sợ đau kỳ lắm. Rồi ba cái chuyện nó lớn là nít ai đâu làm vậy đó anh, mà cứ thuyết phục như cái 6 tháng trời vậy đó. 6 tháng trời 6 tháng trời
Em phải tự lực cánh sinh thôi còn. Sao vậy, sao vậy cơ? Dạ, sợ tại em sợ không biết sao nữa, tự nhiên hồi hộp cái sợ lắm, mỗi lần tin nhắc tới cái tự nhiên sợ cái thở không nổi, ngủ không thở dài hoài, mình thấy cũng tội nghiệp mà suy nghĩ dữ lắm luôn á, mà sợ lắm. Nói thôi anh ơi, anh thương em, anh thông cảm đi, từ từ để em chuẩn bị tâm lý cái đó. Nói chung là em sợ quá. Rồi xong đó thì cái lần đầu tiên đó xong rồi thì có thấy giống như tưởng tượng như là mình suy nghĩ không? Nó cũng không quá như vậy, tại vì mình do mình thôi. Mà do mình áp lực quá. Dạ. Tìm hiểu đúng không? Dạ. Nhưng mà lý do gì mà sau 6 tháng vợ em cho em ăn mặn? Chị cũng lên mạng Facebook rồi internet này nọ, chị nghiên cứu, chị nói đàn ông không được chuyện đó, nó hay bực mình khó chịu giống như phụ nữ mà tới đèn đỏ. Đâu có biết là chị nghiên cứu gì đâu, nhưng mà cái tính em nó nóng lên, em bực lên em đập đồ đạc tùm lum hết á. Mà em đập không, em đập mấy cái chai mũ ly nhựa thôi để cho chị đỡ tốn tiền mua đồ anh. Chiều đi làm về thay gì như người ta thì người ta làm 5 giờ chiều người ta về. Rồi em không có, em chơi em lang thang ở ngoài đường 7, 8 giờ tối, 9, 10 giờ về để cho chị ghen. Mà bà không cho tôi ra ngoài tôi kiếm mỡ tôi ăn vậy đó. Làm gì tôi cố tình vậy đó. Mà cũng không cho luôn anh. Chừng 6 tháng sau mà cái thiếu điều mà mình bạo lực hết nổi rồi, chống cự mình kháng cáng hết nổi, mình phải nhẹ nhàng. Nói em ơi, thôi cho anh cái đi làm ơn, vợ chồng cưới về 6 tháng rồi. Mà tội dữ. Năn nỉ luôn, cái chị không biết sao cúng động cái tối. Làm đi vậy đó, nói cứ như là giống như làm việc gì á, làm đi vậy đó. Sau đó là tao nói đã gì đâu lắm luôn không Tú. Trời ơi, anh nghĩ đi, 4 năm 6 tháng lên tới não luôn anh. Rồi xong sao, rồi bữa đó là mấy cuốc? Dạ. Trời ơi, bữa đó là được có một cuốc là chỉ la làng rồi. Về sau là cho em cho tăng nhịp độ luôn, luyện tập luôn, 2 cuốc, 3 cuốc. Xong cái có đợt là hai vợ chồng hăng máu lắm, là quyết định không có xài áo mưa. Là hăng lên xong cho đã, giờ ra thằng cu rồi. Quá ngon rồi đúng không nào? Tại vì hai vợ chồng thì định vài năm ổn định kinh tế trước, nên em nói thôi hai vợ chồng mình gán đi 2 năm phải có con để mình ổn định chút xíu, để do nó đầy đủ. Ai về hăng máu quá, ổng quăng một cái rồi xong tự nhiên cái lòi ra luôn à. Hằng máu cuốc quá cuốc mà. Mà vui đúng không? Dạ vui. Giờ nghĩ lại nó là một kỷ niệm đẹp chứ đúng không? Dạ. Hồi đó là em đi xin, có bây giờ là em có bị đòi lại không? Chừng mà tới chừng 25, 26 gần tới tháng lương, mọi bữa vô coi làm về chứ, vô ăn cơm đi. Đứng nước ghê, coi tivi đắp anh hoài mệt. Đó, mỗi bữa là vậy đó, giờ xong còn hôm nay. Anh vô ăn cơm nha. Nhẹ nhàng đó. Nhẹ nhàng rồi, nghi rồi. Ồ, nay 26 tay nữa, mai có lương. Rồi, nguy hiểm rồi. Lương vừa vô báo tin nhắn, cái tự nhiên chỉ gọi điện. Anh ơi, được tháng này nhiêu vậy anh? Nhũng não, nhũng tay chân hết rồi. Thôi đi ra tay ATM rút tiền và thôi đưa cho chị hết. Rồi xong rồi lấy cầm lương xong rồi có trở mặt không? Vừa đưa lương xong, buổi chiều đưa lương xong vẫn còn dịu ngọt đã lắm. Đưa lương xong cái mình đòi hai cái nha. Hai cái gì ông nội? Không có chuyện hai cái gì ở đây, ngủ đi mệt quá. Trở liền luôn hả? Dạ, vậy đó anh. Cái mấy bữa sau cái em không đưa rồi, giờ không nhận thần lễ rồi. Khó chịu quá. Không có khó chịu gì hết á, tự giải quyết đi, vô toilet kìa, điện thoại kìa, thời buổi 4.0 rồi vô chổng đi. Trời ơi, đi nữa. Dạ em đâu, em có kêu là trả góp chứ bộ. Đó, tại vì cũng chăm con cũng nguyên một ngày, nó thật ra là không công việc có nhiêu đó nhưng mà làm hoài không có sể. Cũng đuối lắm, lên là mỏi mệt hết trơn, nhiều khi lên là ngủ nào không ai chưa tắm luôn. Bây giờ ở với nhau thời gian như vậy thì cô ấy ngoài cái việc mà cái việc mà trả góp rồi đó thì còn có những tật xấu nào nữa không? Trời ơi, bao luôn anh. Có cái tật bao xấu là bây giờ lao hoài không bỏ, đó là ngồi ngoáy cái lỗ mũi giống như là thiện xạ vậy á, ngoáy ra búng. Mà búng đâu phải là búng vị trí nào khác đâu anh, mà cứ đè ngay vậy nè, canh em đang ngáp cái búng là bốc vô miệng rồi đó, rồi né kịp nữa chứ. Mà mỗi lần lâu lâu có bị vô một hai phát là chỉ vỗ đùi, chỉ cha chả, chỉ cười giống như nít muốn đụ. Bắn hay. Nó còn cái tính cứng đầu lắm anh. Là trời ơi, nói hoài. Nó lớn lắm hả? Kêu bả ra đứng giữa sớm, bả la lên cái là phát thanh nguyên sớm, ai cũng biết cái tin tức nó tới rồi đó. Nhỏ con mà giọng lớn đúng không? Dạ. Trời ơi, bả nói dữ thần, mà bả nói mà không nghĩ. Rồi, hết chưa? Giờ kể ra hết nghe, về tối ngủ không được. Bây giờ tới em đó, ảnh có thật xấu gì không em? Thật xấu hả? Ảnh không có chỗ nào đẹp luôn, nằm đêm trăn trở suy nghĩ hoài không hiểu sao cưới luôn á. Trời ơi, xấu mà xấu đâu chứ đâu. Xấu vậy luôn á, xấu mà xấu lây hàng xóm luôn. Hay đi làm về mà không biết có tắm rửa sạch sẽ hay là có bị ngứa, không có biết rận hay không á. Mà cứ hay gãi, mà gãi chỗ hiểm không à. Em nói mày, nhiều khi mẹ hay hỏi mày coi mày tắm rửa nó lại coi, mày coi nó có gận không, sao thấy nó gãi dữ vậy. Rồi còn gì nữa? Thương vợ rất là thương luôn, nhưng mà cư xử không khéo nhiều khi làm cho vợ bị hiểu lầm á, gia đình hiểu lầm á, cũng khổ hơn vợ lắm.
gia đình hiểu lầm em á. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mong muốn Tú thay đổi điều gì? Cư xử giữa vợ chồng nó khéo léo chút xíu để tránh gây phiền phức hiểu lầm với gia đình với nhau. Lại chịu tâm sự với em những cái công việc áp lực khó khăn của anh khi mình đi làm thôi. Tại vì em trông chờ để anh tâm sự để em biết là hai vợ chồng chia sẻ. Mà ảnh thì không tâm sự, ảnh tự hay quyết định một mình á. Được không Tú? Dạ được anh. Thế còn Tú, Tú mong muốn vợ thay đổi điều gì? Về cái tính nóng nảy hoặc là cái tính lèm bèm thì về cũng bớt đi. Người đàn ông người ta cũng có đôi lúc cần yên tĩnh. Để khi nào mà người đàn ông người ta bình tĩnh, người ta sẽ nói hết thẳng với vợ. Vợ em đôi lúc cũng hay ghen thì mong là vợ tin tưởng mình hơn. Là bớt cầu nhau hơn, nhờ khéo léo hơn trong công việc gia đình. Dạ. Ừ, thấy hai đứa thấy cũng dễ thương quá trời. Anh Thuận anh cười hí 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 hí. Chỉ có một cái là hai đứa đều nóng tính phải không? Dạ đúng. Các em là ở chung nhà với ai? Dạ cha mẹ chồng với lại thêm một cặp vợ chồng là anh chị hai nữa. Thành ra mình ở chung một cái đại gia đình á, phải hết sức tế nhị, hết sức khéo á. Khi mình binh quá cái tự nhiên mọi người kia cũng bị chạnh lòng á. Ý là vậy, nhưng mình khéo khéo chút xíu để mà được cả tình cảm của mẹ lẫn vợ cũng cảm thấy thoải mái nữa, đúng không? Dạ. Đó thì chị thấy riêng, chỉ có riêng vấn đề đó thôi. Chúc các em hạnh phúc như thế này mãi mãi nha.